này thì khối lượng nó nhẹ à, tầm khoảng 3 chỉ, 3 chỉ 6 đến 4 chỉ nha mấy chế nha. Thì cái này tầm khoảng 5 chỉ đổ lại thôi, là mình có một cái lắc này đang tiếp tục về mấy cái lắc bọng nhẹ cho mình nữa nè. Đây em có cái mẫu vừa sáp cho mình nè, rất là đẹp nha. Nó chạm vừa mình, nó chạm tới cái mặt vừa sáp nè, nó có chạm máy một chút xíu này, rất là đẹp lê nha. Trời ơi, hello xíu nha. Cái lắc vừa sáp này tầm khoảng 13.300 nha mấy chế nha. Kiểu lắc vừa sáp nè. Đó, kiểu này thì tầm khoảng 3.62 nè mấy chị. Đó, em báo cho mình là tầm khoảng 11.700 á mấy chế ơi. Mới tầm chút. Chị đang lấy mở cửa xong cái ai, khách đang vuông. Đây em có thêm một cái lắc bảng mình hình con cá heo nè mấy chị. Đây mấy chế nào thích đem mấy cái bảng kiểu khoan lọt mà bọng bọng nè. Đây em có về rồi nha, em về tiếp tục mấy cái lô hàng để tiếp cho mình phục vụ mấy anh chị em nè. Đó, đây là hình con cá heo nha mấy chế nha. Nhìn nó của ngoài nhìn nó cũng rất là dễ thương nha mấy chế. Cái mẫu này thì 3.66. Cái này là 13.400 nha mấy chị nha. Đây cái là bản lắc khoan lọc nha mấy chế nha, hình con cá heo nè đó. Chế nào ưng thì nhắn tin liền cho em nha. Cái gì vậy? Em nói đây em lên tiếp tục cho chế nào. Đây là một cái mẫu cũng là khoan lọc mỏng nữa nè, có cái chữ lọc cho mình nha, tài lọc nha mấy chế nha. Em rất là may mắn nha mấy chế nha. Mấy chế nào mà hả cá tính thì cứ chuyển em này về đó, lắc bảng dành cho nữ mấy chế ơi, nam nữ đeo được cũng nha. 3.43 nha mấy chế ơi, mẫu này chỉ có 3.43 thôi nha. Có một cái lắc đeo rất là đẹp nha mấy chế. Để lên tay xem. Ủa sẽ có hai màu nữa. Đây nha mấy chế nha, chờ lên tay là bao xuất sắc luôn nè. Nhẫn có bảng chữ lọc nha mấy chị. Thầy báo giá bao nhiêu vậy bé? Này em clip di truyền nè, lắc nè, nhẫn nè, lắc chân nè, lắc tay của nữ vàng có 10 mấy chế ơi. Quen quá à, hôm qua em mới dạy mấy cái vòng ba nó chế Bình Lê ơi. Ở đây là clip cái lắc bảng bảng nữ này nè, clip lắc bảng nữ nè, đó. Mẫu này thì là 3.86 nha mấy chế nha. Chế Giang Lê ơi, mình đang cần một mẫu vàng ý mà kiểu gì á, chứ nhắn tin nha fanpage giúp em chụp mẫu qua đó nha. Nay em clip vàng tay số 10 thôi. Thấy chưa, ngày qua kêu hai chế lấy hai cái đi mà một chế nào nói lấy cái bán hết rồi. Bán hết rồi chứ à, giờ còn mấy cái cam màu kia à. Nói về mẫu mới số lượng có hạn không à. Em thấy xinh xinh là với chốt liền. Cái tay trắng ngon. Nói đến không mắc kinh trộn. Trời ơi, chốt vàng chứ ơi, chốt đi cái lắc. Chốt vàng nha, chốt vàng mấy chế ơi. Đây em có lắc bảng này nè, nó không có cái hình gì hết luôn á, nó chỉ có chạm máy thôi, rất là đẹp nha. Đó, cái mẫu này thì là lên với chị em. Dây chuyền luôn mặt hay là dây chuyền không mà chị Giang Lê? Giờ em lấy chị dây chuyền luôn mặt đúng không? Giờ em lấy dây chuyền luôn mặt ra like chế nha. Chuyền vàng 61 nha. Cảm ơn chế nha. Chứ ơi, vàng 61 đúng không chế? Đây em lên một cái lắc bảng rồng cho mấy chế nữa nè, có cái hình chạm rồng nha. Cái này mấy trai đeo là thích mấy cái dạng bồng bọng mà nhỏ mà gọn, thì đây cái này là 5.18 thôi. Chỉ mới 5.18 có một cái. Mình có một cái lắc tay rất là đẹp luôn nè, có chạm rồng bao. Có tầm 2 tỷ
Bánh giá hay bé? 5 chỉ 18. 73. Cha hôm qua mua đeo ai cũng thích. Đúng rồi đấy chế, nói rồi, đó là bao xinh. Còn 2 cái hay sao, 2-3 cái rồi chế ơi. Cái cha màu xanh đó sáng giờ người ta đang kiếm quá trời luôn á. Mà giờ mình còn cái màu kia à. Không được. Đó là đây là chế nha, trên có mấy chị là mới mua cho anh trai mà có cho mấy anh trong này. Em có một cái con rồng mà mấy lắc hình con rồng là bao đẹp luôn nha. Đó. Bảo Nhi ơi, coi thêm mẫu nào lựa thêm đi rồi gì ra lấy luôn nè. Nó bay đi xe không nổi nó luôn à. Giang Lê ơi, mình nhắn tin trên fanpage giúp em nha. Hôm nay em clip vàng 18 thôi. Chế đang tìm mẫu gì của vàng ý á, thì chế nhắn tin cho em nha. Em chụp mẫu rồi em báo giá trên đó luôn. Nè chị Nguyễn Hành nha chị ơi. Nay lắp cái dây chị em về quá trời nè chị ơi. Thấy đẹp mà bay ra ngay luôn. Thấy đẹp mà bay ra ngay luôn. Đây tiếp tục lên một cái mẫu lắc nam nè, có bản vừa sát nhưng mà cái kiểu này nó sẽ kiểu cọ hơn chút xíu nè. Đó, đó thích kiểu cọ hơn thì em có kiểu cọ hơn luôn nha. 4 chỉ 66. Đúng không ai? 4 chỉ 66, bé ơi 4 chỉ 66. 98. À mấy chế ơi, mẫu này là 17 triệu nha mấy chế nha. Chiều dài tay á, thì mình cứ nhắn tin cho em đi. Nếu như mà bỏ tỉnh muốn mua đồ bên em thì cứ nhắn tin cho bên em nha. Bạn này sẽ tư vấn cho mình nè, nhiệt tình hết sức có thể cho mình luôn nha. Đó, rất là đẹp cho mấy chế ơi. Mấy chế chia sẻ là chim cho em đi. Giờ này mấy chế chuẩn bị tan làm đi về ăn cơm với nhà sao ta. Mấy chế mưa nữa. Ủa, bữa nay chủ nay chủ nhật mà mấy chế ở nhà mấy chế. Hôm nay trời hơi mưa nữa, mấy chế vào xem live vàng với em đi nè. Thích mẫu nào chút đôi em ship về tận nhà luôn nha. Mưa gió gì ghen cũng ship cho mình hết á. Đây em có một cái mẫu lắc. Em có một cái mẫu lắc này em về tiếp tục lại cho anh chị nè. Lúc trước em có về rồi nhưng mà giờ em hết hàng, tiếp tục em về lại mẫu thêm cho mình nữa nè. Hôm nay em la lại cho biết chết nào mà chưa có mua kịp nè. Thì mình ra mình tuyển em này nha. Nó vừa có chạm máy nè, nó vừa có đính đá ở đây đeo rất là sáng luôn, lên tay bao đẹp cho mấy chế luôn nha. Nhìn nó như vậy thôi chứ nó không có bị bén thôi nha mấy chế. Đeo lên tay rất là êm luôn á. Mẫu này là 3 chỉ 85. Sinh nhật của em. Nhà tôi một người đi. Nó bị sao ta? Bây giờ này nó không ý là mạng bị sao á, mạng bị sao mình không có thấy được cái comment hay cái gì của người ta hết á, không biết nó có bị rớt mạng hay gì không ta. Mấy chế thấy sao? Rõ em quay em mà sao mình thấy màu trong cái nào mà comment mà không thấy không ta. Ý là nó có bị giật, nó nghiêm nè, mấy mạng của mình mấy mình khách coi có sao không nè, nó mờ mờ đó ra. Ừ mấy xem thấy rõ mấy chế comment cho em biết chứ. Sợ mày yếu quá đấy, tao nói tự văn ra mất sao. Thì cô ok mà. Thế người lên đang tìm mẫu gì nữa nè, gì em clip lên sản phẩm đó chơi chế trước nè. Không tay nhận mất chân gì không? Đó. Mình có đang tìm mỏi gì không, em lên cái đó chứ chế là chế ơi. Hay giờ chế coi lại cái dòng cha không, em lấy em quay lại cho coi chọn nha. Lắc xóm hôm qua còn không em? Còn nha chế ơi, giờ em lấy mấy dòng cha lại chế coi nha chế Quỳnh Hoa ơi. Em đang quầy số 1 luôn á, để em lấy mấy dòng cha lại cho lựa nè. Mâm á bé ơi. Bé ơi chị nói cái lắp xoắn gì hôm qua chứ coi bé ơi.
sắn gì hôm qua chứ coi á. Cầm đi.